với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Đăng ảnh cưới có vòng hai to, Đông Nhi bị khán giả đồn cưới chạy bầu với ông Cao Thắng. Với một chiếc ảnh đẹp, Đông Nhi ông Cao Thắng chiếm hết spotlight. Tuy nhiên, cũng từ bức ảnh này, cư dân mạng soi vòng hai to bất thường của Đông Nhi và đồn đoán cô cưới chạy bầu. Quen nhau và yêu nhau vỏn vẹn 10 năm trời với rất nhiều dự án chung, Đông Nhi ông Cao Thắng vẫn kín tiếng về chuyện tình cảm. Với khán giả, họ cũng đã ngầm hiểu khi thấy cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, chăm sóc nhau. Và rồi sau bao năm chờ đợi, cặp đôi trai tài gái sắc này cũng chính thức thừa nhận. Bằng bức ảnh giọng ca lạnh lùng khoe được bạn trai tặng nhẫn kim cương và được cầu hôn ở New York. Sau đó là hình ảnh cả hai đi chụp ảnh cưới ở Úc và bị người dân bắt gặp chụp lại khoảnh khắc dễ thương này. Một câu chuyện thú vị về tình yêu ngọt ngào của cặp đôi này được một người bạn thân của Đông Nhi ông Cao Thắng kể lại cách đây 7 năm. Cụ thể vào năm 2012, khi khắp nơi dấy lên tin đồn ngày tận thế gần kề, khi được hỏi nếu điều đó là sự thật thì sẽ làm gì, câu trả lời của Đông Nhi khiến mọi người cực kỳ ấn tượng. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi mua kim cương, làm một chiếc hộp bằng kim cương, rồi em với anh Thắng chui vào đó. Em nghiên cứu rồi, kim cương là chắc nhất, không thể vỡ ra được. Gần đây nhất, đúng vào dịp sinh nhật tuổi 31, Đông Nhi chính thức tung ra bức ảnh cưới đầu tiên, kèm thông tin về hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 11 sắp tới. Cùng với đó, ông Cao Thắng cũng hé lộ một hình ảnh đẹp tuyệt bên vợ sắp cưới kèm lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào. Chúc mừng sinh nhật độc thân cuối cùng của em. Nhiều sao Việt và người hâm mộ đang rất mong chờ đám cưới đặc biệt bậc nhất showbiz Việt cuối năm nay. Theo nguồn tin chính thức mà chúng tôi được biết, đảo Ngọc Phú Quốc được chọn làm nơi chứng kiến thời khắc trọng đại của giọng ca Xin Anh Đừng cùng vị hôn phu sau 10 năm gắn bó. Những khách sạn resort 5 sao hàng đầu tại đây như Vinpearl, Novotel, Salinda được liệt vào danh sách nghi vấn hàng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, cư dân mạng bất ngờ soi kỹ vòng hai của Đông Nhi trong bức ảnh cưới do ông Cao Thắng tiết lộ. Nhiều người cho rằng vòng hai của Đông Nhi lớn bất thường, rộ nghi vấn cưới chạy bầu. Nhưng nếu để ý kỹ, nguyên nhân là do chiếc váy phản chủ mà Đông Nhi lựa chọn vô tình khiến vòng hai của nữ ca sĩ to lên dưới ống kính của máy ảnh. Trước đó, những hình ảnh Đông Nhi ông Cao Thắng dắt nhau đến bệnh viện trước ngày cưới cũng rầm rộ lên tin đồn cả hai đã có tin vui trước khi về chung một nhà. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ thật ra chỉ đi khám sức khỏe tổng quát tiền hôn nhân, điều mà các cặp vợ chồng sắp cưới đều thực hiện. Hình ảnh được cho là Đông Nhi ông Cao Thắng đi chọn nhẫn cưới, cả hai nắm chặt tay nhau trong một ngày đặc biệt. Không những làm việc chung, cả hai còn đi du lịch nhiều nơi với nhau để hâm nóng tình cảm. Trong đám cưới sắp tới của Đông Nhi và ông Cao Thắng, những khách mời toàn sao Việt đình đám được dự đoán sẽ tham dự như Phạm Quỳnh Anh, Khổng Tú Quỳnh, Trấn Thành, Harry Won, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Song Luân, Ninh Dương, Lan Ngọc. Một người